Chiếu thu nhỏ ở quần jean đôi khi khiến người ta khó chịu, nhưng thực sự vì sao lại có sự tồn tại của chiếc túi này thì là một bí mật đối với rất là nhiều người. Trong tất cả các quần jean đều có thêm một chiếc túi nhỏ được lồng vào bên trong chiếc túi chính phía trước của người mặc. Chiếc túi nhỏ bất thường này được xem như là chuẩn mực trên quần jean, bất kể dành cho giới tính nào. Trong tất cả các quần jean đều có hai túi phía sau, hai túi phía trước và một chiếc túi nhỏ hình chữ nhật khá kỳ cục được gắn vào một bên trong hai chiếc túi phía trước. Vậy, thực tế thì chiếc túi nhỏ này có tác dụng gì? Nó quá nhỏ để có thể chứa được đồng xu và cũng không đủ to hay phù hợp kích cỡ để đựng một chiếc điện thoại. Các chuyên gia về may mặc và quần jean đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi hóc búa này. Nhà thiết kế Liv Strong, một biểu tượng về quần jeans của Mỹ, đã tiết lộ câu trả lời về chiếc túi bí mật này. Theo đó, đây là chiếc túi đồng hồ, có kích cỡ của nó chứa đủ một chiếc đồng hồ quả quýt. Liv cho rằng nhà thiết kế của ông đã tạo ra chiếc túi này để chăm sóc theo nhu cầu đựng đồ đồng hồ của những người chăn bò ở miền Tây nước Mỹ. Ở thời điểm đó, chưa có đồng hồ đeo tay như ngày nay, mà chỉ là chiếc đồng hồ quả quýt cầm tay và sau đó phải cất vào bên trong. Ngược trở lại lịch sử của những chiếc quần jean từ năm 1873, hai nhà thiết kế Lee Strauss và Jacko Davis đã nhận ra bằng sáng chế chiếc quần jean. Chiếc quần jean đầu tiên ra đời vào năm 1890 và được xem là thủy tổ của các quần jean hiện nay. Với mục đích trên, quần jean ngày nay từ thời đầu tiên đã luôn có một phong cách riêng với một chiếc túi nhỏ đính bên trong chiếc túi phía trước. Trước đây, người ta vẫn đoán rằng chiếc túi thứ 5 của chiếc quần jean có tác dụng chứa tiền xu, đựng vàng, thậm chí còn được cho là để đựng bao cao su.